Thì trong cái câu thứ hai này đó là nói bà Lê Sơn Thánh Mẫu. Đây quý vị nào có coi Truyện Yến Phương Nam hết không? Ai chưa coi giơ tay lên. Ai chưa coi Truyện Yến Phương Nam? Ủa vậy coi cũng nhiều quá rồi, có mấy người không coi à? Thì trong vấn đề mà nói về bà Lê Sơn Thánh Mẫu á, thì nói về cái người riêng người Việt Nam, riêng người Việt Nam đó. Thì nếu nói bà Lê Sơn Thánh Mẫu là tiếng tăm từ xưa tới giờ, một vị thánh mẫu hay cứu dân độ thế, một vị thánh mẫu, không phải là Lý Thiên Hương của Tây Ninh như không? Bà Lý Thiên Hương ở Tây Ninh á, bả là Linh Sơn Thánh Mẫu, nghe cho kỹ vậy đó. Thì nói về Linh Sơn Thánh Mẫu thì sư cũng nhắc lại, nếu ai biết rồi thôi, ai chưa biết thì sẽ nhắc cho biết. Mà Lý Thiên Hương á, ta đủ câu chữ á, là Lý Thị Thiên Hương, bả là một cô gái ở vùng Tây Ninh. Thì thở xưa đó, bả hai lên núi Tây Ninh bả lại Phật. Đi về trên núi thì cũng có cái chùa, bả thường hay lên xuống lại Phật. Một hôm bả bị bọn cường đầu nó đón bả, nó định bắt bả, bắt cóc bả, nó hãm hiếp. Thì bả mới chạy đi. Bả chạy ra bả mới nhảy xuống dưới cái vực đá đó. Bả chết. Đó. Thì cái người nhà bị bả lại Phật xong rồi bả về đến chùa, ông thầy cũng không hay biết gì hết trơn á. Rồi bả chết thì sau đó bả gia đình thấy bả không về, tối rồi sao không thấy về. Thì tá quả ra sáng rồi đi kiếm. Đi kiếm thì lên gặp ông thầy thì hỏi, ông thầy ông cũng không biết thấy về rồi. Thì gặp bả nằm chết dưới một cái tảng đá cao, mới đem về làm đám chôn. Thì bả rất là linh thiêng, cho nên sau đó bả thường hay hiện hình á ở chân núi Điện Bà Tiên Ninh á. Mấy cái tên mà thanh niên mà háo sắc á, hay chọc ghẹo người ta với bọn cường đồ mà phá tán, bả giật học máu chết. Bả giật cũng nhiều á nha. Cho nên sau này mấy chú thanh niên mà ở xóm như xa xa mà nghe tiếng bả là quản, là không dám làm bậy à. Đồng thời bả hiện hình luôn nữa, bả hiện hình một cái ghế đẹp à. Mà chú thanh niên nào mà thả 35 ra thì bả giật họng, giật đầu học máu chết rồi à. Tiếng đồn gần xa hết trơn á. Đến thời kỳ mà vua Gia Long mà chạy nạn Tây Sơn á, thì bả hiện hình bảo hộ Gia Long. Cho nên sau này mà vua Gia Long mà lên ngôi rồi, Nguyễn Phúc Ánh mà lên ngôi rồi, em mới phong cho bả là Linh Sơn Thánh Mẫu, phong cái núi đó cho bả luôn á. Rồi Gia Long mới ra lệnh á, đúc một cái tượng để cho bả thờ để kỷ niệm à, bà bằng đồng đen. Cho nên mà hiện nay vậy, lên núi Tây Ninh ít ai, người ta gọi là núi Bà Đen, bây giờ không dám nói gọi núi Bà Đen nữa, không dám gọi núi Bà Đen, sợ nói ngay cái cốt tượng của bả đó, đồng đen á, là Bà Đen à. Cho nên từ từ ta gọi núi Bà thôi, chứ ta không gọi là núi Bà Đen nữa. Không dám nó gọi túi tiếng Bà Đen. Nghĩa là như thế đó. Còn bà Lê Sơn Thánh Mẫu này nè, là có trước cái thời điểm bà Lý Thị Thiên Hương nữa à. À, về trong cái mẫu chuyện mà Lý Hài Nhi á,
Thì ở đây sư cũng kể cho Phật tử mình nghe luôn, cũng như cho nó giải trí. Thì một hôm nọ, hai vợ chồng ông nọ, lúc mà cái đường lộ ngoài này á, là người ta mới vét, thì đất còn mưa này, đầu mưa này cũng sình lầy dữ lắm. Thì ông này khoảng 60 tuổi, ông chở bà vợ cũng khoảng 60, hay gần tuổi gì đó thôi à, năm mấy gì đó. Thì từ ở Tân Vạn mới chở, ông chở bả đi trên con đường này té lầy lội. Lúc đó cái con đường này gọi là đường gì biết không? Gọi là con đường Kinh Hoàng, trơn trợt dữ lắm. Thì ông chở bả lên con đường Bạch Đằng này nè, ở ngoài đây ra rẽ trái đi về Vinh với đò Nguyễn Quới á, là xình lầy dữ lắm. Mà đi bằng xe đạp thì vô đây rồi tôi thấy hai ông bà lắm lem hết trơn à. Tôi kêu thôi đi rửa nước đi cho sạch sẽ à. Rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi chút xíu. Rồi tôi mới kêu lên tôi hỏi, đi tìm tôi có chuyện gì. Thì tự nhiên bả ứng lên bả khóc, khóc một cách rất là đau khổ. Tôi hỏi gì khóc, thôi nói cho tôi nghe đi. Thì nó mới ngưng tiếng khóc đó. Nó nói sư ông ơi, con khổ lắm, con khổ lắm. Con không phải là người thường. Con trước kia con á là con nuôi của mẹ Lê Sơn Thánh Mẫu. Một hôm con mới bưng cái cái tách trà ra con dâng cho mẹ. Con thì hay dâng nước cho mẹ đó, mà nó bằng ngọc, con lỡ con làm rớt bể chén ngọc của mẹ, mẹ phạt con đầu thai xuống trần này 3 kiếp. Mẹ là con đầu thai, mẹ phạt con xuống trần phải đền tội 3 kiếp. Kiếp thứ nhất á, là con xuống trần con làm một cô gái có chồng. Mà chồng con á, nó nhậu nhẹt tối ngày, nó đánh đập con, nó đuổi con ra khỏi nhà. Mà con có một đứa con nhỏ ẵm bồng trên tay. Con đánh đuổi nó ra khỏi nhà, con ẵm đứa con trên tay. Rồi tối con ngủ nhờ cái vỉa hè của người ta đó, con bị bệnh con chết luôn, rồi con cũng chết luôn. Kiếp thứ hai, con đầu thai trở lại. Đầu thai trở lại á, là mẹ mới mang thai con được 2 tháng, gần 2 tháng rưỡi, thì con cũng đã chết. Đó là kiếp thứ hai. Còn một kiếp thứ ba nữa chưa có. Nhưng mà kiếp thứ hai này, khi mà mẹ con là cái xác này, nó chỉ mang thai rồi mới ngoài 2 tháng con cũng mất. Mẹ con mới đem bỏ trong cái siêu sắc thuốc đó, chôn. Con ở trong cái siêu này nó nóng, nó ngọt suốt 11 năm. Con khổ sở vô cùng.
cái siêu sắc thuốc nó không có lỗ hơi. Con nằm trong nóng nảy chịu không nổi, con lầm lộn ở trong đó mà con đâu có ra được. Hôm nay thời mai á, thì ông ở nhà nè là chồng cái bà xác á, tức là cha của nó, đào cái lỗ bự đụng cái hũ bể đi con mới giọt ra được. Con mới giọt ra ngoài được thì con vô bả con ở luôn. Con làm cho bà 11 năm nay điên loạn luôn. Rồi cha con mới chở con á, chở và chở mẹ đi 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 bệnh viện, đi bác sĩ đó, các nơi mà trị đâu có hết. Vậy hôm nay giờ chở lên xe ông, đưa lên xe ông, giờ con ứng lên con khai về cho xe ông nghe. Sư mới nói như vậy con còn một kiếp nữa phải không? Nó dạ phải. Hai kiếp con đã trả đủ ba kiếp rồi, trả đủ ba kiếp rồi. Cái kiếp thứ hai á là mẹ mới thọ thai 2 tháng ngoài là hư thai, là hết một kiếp rồi. Mẹ nhốt con trong cái siêu á, chất thuốc con ngọt 11 năm là kiếp thứ ba đó. Thay vì để cho sanh ra lớn lên cho nó đủ tháng ngày giờ rồi á, con chết rồi mới trợ con phải đầu thai một lần thứ ba nữa. Nhưng mà không, chỉ 2 lần mà con đền tội đủ 3 lần luôn. Đủ 3 lần luôn rồi. Đó. Thì thôi bây giờ nếu con là như vậy á thì để sư cứu con. Cái nó nói thôi sư ông ơi, sư ông đừng có cứu con, mẹ con khó lắm. Sư ông mà nhắc tới á, mẹ con còn phạt con thêm nữa khổ lắm. Thôi để cho con phải chịu thôi. Nhưng mà ba mẹ con đây á, ở ác quá đi. Đã con đã chết rồi mà lại bỏ con nhốt ở trong cái hũ nữa, cho con ngọn ngọt 11 năm đó, khổ cho con không? Thay vì chôn hay gì bỏ bên ngoài đi, nhốt trong hũ. Đó thì nó nói vậy nó cũng nó trách cha mẹ nó, cha mẹ ruột bây giờ. Cho nên con hiểu lầm rồi. Cho nên nói cái này Phật tử mình cũng phải suy nghĩ nha không? Mà mình sẽ bắt chước. Đó. Mỗi việc gì nó cũng phải có cái ý nghĩa đó. Sư nói ba mẹ con thương con đó, thay vì á muốn cho con chết như vậy, con bị hư thai như vậy, xảo thai như vậy á, là muốn cho linh hồn con siêu thoát. Thay vì đi mua cái siêu mới, nó chưa có thụ thành quả, cái siêu mới chưa đốt lửa, ta chỉ mới hầm ra thôi, là tất nhiên cái siêu này hoàn toàn chưa có thành quả, chưa tụ thành quả, mà để con trong đó mà chôn á là muốn cho con siêu. Nhưng mà thay vì mua siêu mới không siêu mua, lấy cái siêu sắc thuốc rồi đem bỏ con vô, bỏ cục máu vô, muốn cho con siêu mà không ngờ cái siêu đã sắc thuốc rồi, nó có tụ thành quả rồi, cho nên bỏ con vô, con ngọt con nóng là đúng. Nó tại cha mẹ con không biết, chứ không phải ác đâu. Nó là rất thương con đó. Nó nói rồi khóc hù 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 vậy. Rồi cắt nghĩa nghe cái nó hiểu được. Con đừng giận mẹ ba mẹ con nữa. Ba mẹ con thương con, chứ không ghét đâu. Nó như giả sử như Phật tử mình mà chưa tu có biết vậy không? Làm sao biết vậy nói. À, cái nó hết buồn,
nó hết khóc. Giờ năn nỉ sư thôi đừng nói mẹ Lê Sơn nữa, mẹ Lê Sơn nó phạt nặng nữa, không sao đâu. À, thì sau đó sư sứ mời bà Lê Sơn Thánh Mẫu về. Mà bà Lê Sơn này bà cũng cứng vậy thôi chứ. Sư mới mời bà về, bà về bà ngồi ra vẻ như bà lớn vậy. À, ra vẻ như bà lớn mà sư là thuộc gì tiếp riêu làm sao á. Mấy bà đâu biết sư là ai đâu. À, cái sư nói xin lỗi Thánh Mẫu á, Thánh Mẫu có một đứa con nào tên là Lý Hài Nhi không? Cái bà nói gạt ngang liền. À, thôi đi sư, chuyện của người khác đi, người khác lo, sư đừng lo chuyện của người khác. Bà nói gạt ngang à. Tôi nói Thánh Mẫu nói nghe cũng có lý, chuyện ai thì mới lo. Nhưng mà tôi ở đây á cũng hay lo bao đồng lắm. Tôi cũng hay lo bao đồng. Mà Thánh Mẫu có đứa con nào là Lý Hài Nhi không? Vậy bà gật đầu mà nói có. Tôi mới nói có lý nào vì một gián ngọc mà Thánh Mẫu lại phạt con của Thánh Mẫu phải bị đọa ba kiếp khổ sở như vậy. Chỉ một chén ngọc thôi mà Thánh Mẫu làm vậy là quá đáng rồi. Mà hơn nữa nó là con nít nữa. Nó là con nít nữa. Cái bà ngồi phải làm thinh. Cái tôi mới nói tôi biết Thánh Mẫu là một người ăn chắc mặt dài, nói ra lời là phải làm, chứ nói không làm mà sợ các vị tiên trưởng, các vị Thánh Mẫu khác người ta cười chê á, là Thánh Mẫu là người nói hai lời nó mất uy tín. Nhưng mà Thánh Mẫu yên tâm đi, tôi sẽ có cách á giúp cho Thánh Mẫu mẹ con trùng phùng mà Thánh Mẫu khỏi mang tiếng gì hết. Khỏi bằng tiếng gì hết á. Thì bảo mà hỏi sư rồi, sư có cách sao? Nó có. Bây giờ tôi chỉ viết một cái sắc lệnh, tôi đề nghị Thánh Mẫu thâu hồi Lý Hài Nhi trở về thượng giới. Và khi mà thâu Lý Hài Nhi trở về thượng giới rồi á, thì các tiên trưởng, các Thánh Mẫu khác người ta có nói Thánh Mẫu là cái người phạt con đó xuống trần ba kiếp, mà mới hai kiếp mà đã thâu về rồi. Thì Thánh Mẫu đưa cái sắc lệnh đó cho người ta thấy, thì không ai nói Thánh Mẫu nữa trời. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì đồng ý là Thánh Mẫu cho nó đầu thai có hai kiếp, nhưng nó đã phạt bị bạc ba kiếp luôn, cái kiếp mà ở tù nữa, ở trong cái siêu nữa, cái đó coi như là đã chết rồi mà còn bị nhốt nữa, nên là kiếp thứ ba rồi chứ gì nữa. Mặc dầu không đầu thai nhưng mà đó là bị hành ba lần. Thôi Thánh Mẫu yên tâm đi. Cái sư nói vậy cái bà khóc ồ lên, khóc hù hụ vậy. Khóc ồ khóc hụ lên, cái bà mới ẵm con bà ôm Lý Hài Nhi. Con ơi, mỗi lần mà con ở trần gian mà con khóc, mẹ như đứt từng đoạn ruột. À, không phải mẹ thì không thương con mà mẹ phạt con nghe không? Nhưng mà lệnh rồi, lấy ra nói ra rồi không thể nào thu hồi được, cho nên mẹ phải đành để cho con đau khổ. À, suốt bao năm qua, hôm nay được đức sư giúp cho mẹ con ta được trùng phùng về thượng giới. Thôi mẹ lễ sư đi, rồi mẹ con ta trở về thượng giới. Cái hai mẹ con á, bả thì Hài Nhi nó lại sư, còn bả chỉ xá thôi. Hai mẹ con dẫn nhau về thượng giới im re luôn, bà đó hết bệnh luôn.
Kể vậy cho quý vị thấy. Cho nên từ cái chỗ đó mà mình phải hiểu, hãy có trần gian thì có thượng giới, có thượng giới thì có hạ giới, địa ngục, a tỳ, có hết trơn. Phải không? Mình biết vậy cho chắc chắn thì mà mình tu chứ. Đó thì sư kể qua về cái câu hỏi của Thiện Tài rồi đó.